Nhìn về quá khứ đó thì chúng ta hãy nhìn vào một cái thống kê cũng rất là thú vị được chia sẻ bởi cái Twitter và Litecoin. Đây là cái thống kê những đồng nào nằm trong cái top 10 từ năm 2013 bắt đầu là từ ngày 28 tháng 4 cho đến thời điểm thì bây giờ ngày hôm nay thì những đồng nào mà vẫn còn trong cái top 10 là màu xanh như đời bạn nhìn thấy trên màn hình và những đồng nào đã không còn trong top 10 nữa là màu đỏ và con số kế bên cái tên độc đó, đó chính là bao nhiêu tuần nằm trong cái top 10 thì các bạn thấy được là một trong những điều chúng ta cần phải hiểu là không phải đồng nào cũng được tạo ra cùng một lúc. Các bạn thấy được là những đồng như là Bitcoin đương nhiên là đồng đầu tiên, nhưng mà các bạn thấy được là những đồng mà lâu đời như là đồng Litecoin thì lâu đời hơn, XRP thì không có lâu đời bằng. Ethereum thì mới hơn, chỉ có bắt đầu từ năm 2016 mà thôi. Các bạn thấy được là những đồng mà mới hơn nữa như là các bạn thấy được Binance Coin, Chainlink Polkadot vân vân Nhưng năm nay thì mới hơn Cho nên cái con số tuần nó sẽ ít hơn Nhưng mà chúng ta vẫn thấy thông tin này rất là thú vị Tại vì các bạn thấy được là Bitcoin đương nhiên là xưa giờ vẫn là đồng đứng đầu Cho nên trong cái thời điểm là từ năm 2013 tháng 4 Cho đến bây giờ thì 410 tuần đều là đứng trong cái top 10 Nhưng mà ngoại trừ Bitcoin ra kế đó chính là Litecoin tuy là một đồng ra đời nhiều hơn những đồng khác cho nên chưa có lợi thế đó nhưng mà các bạn thấy được là rất nhiều đồng cũng ra đời cùng lúc với Litecoin nhưng mà bây giờ đã không còn như nói tới nữa Litecoin bây giờ vẫn tiếp tục được nằm trong thấp 10 và các bạn thấy được là ngoài cho Bitcoin ra Litecoin đã nằm trong top 10 400 là 9 tuần chỉ thua Bitcoin có một tuần mà thôi XRP nằm trong thấp 10 396 tuần Ethereum 291 tuần Stellar 162 tuần Tether 140 tuần Cardano 92 tuần, Binance Coin 1-5 tuần, Chainlink 31 tuần và Polkadot 26 tuần. Và đặc biệt hơn là các bạn thấy được là có rất nhiều đồng trong những đợt tăng trưởng trước đây, năm 2013, năm 2017 đã rất nổi tiếng, bây giờ thì lại không còn nằm trong top 10 nữa và cũng ít ai nói tới các bạn thấy được những đồng như là BitShares trước đây cũng đã từng nằm trong top 10 rất nhiều tuần liên tục, 89 tuần. Các bạn thấy được là EOS, IOTA, NEM, Steam, Prime Coin, Bitconnect 3, uh, Worldcoin, Aurora Coin Đây là những đồng mà trước đây đã nằm trong top 10 nhưng mà bây giờ là không còn nữa Nhưng mà cái danh sách này đó hình như là không có chính xác một chỗ là các bạn thấy là Dogecoin bây giờ đang nằm trong vị trí là thứ bảy Nhưng mà trên danh sách này đó là không để đồng Dogecoin là màu xanh Nhưng mà dù sao đi nữa đây là một danh sách thường cảm thấy rất thú vị thường muốn chia sẻ với các bạn Một trong những điều các bạn cần định hiểu đó là cái ban đầu tư vào một cái altcoin đó thì mỗi mùa tăng trưởng đều có những cái altcoin nổi tiếng Nhưng mà những cái altcoin đó có tiếp tục nổi tiếng và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong mùa tăng trưởng kế tiếp hay không thì không ai đảm bảo được trong mùa tăng trưởng này chúng ta có những đồng như là Chainlink, uh, Polkadot rất nhiều bạn yêu thích và quan tâm cũng như là cái mùa tăng trưởng trước đó chúng ta có những đồng như là Neo, EOS, đồng Nam rất nhiều bạn quan tâm bây giờ thì đã không còn nóng bỏng như xưa nữa cho nên đây là một trong những cái vấn đề khó khăn khi mà các bạn nghĩ tới đầu tư những cái altcoin lâu dài, dài hạn các bạn cần phải lựa chọn đúng cái đồng altcoin cho nên nhiều người vì lý do này họ chỉ Uh, chú tâm và đầu tư những đồng mà trong cái thấp 5, thấp 3 mà thôi như là Bitcoin, XRP, Ethereum, Litecoin vân vân. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó, đó chính là các bạn thấy được là chúng ta thấy những cái loại tài sản này như là công ty Microsoft thì để trở thành một công ty có giá trị là 1 nghìn tỷ thì Microsoft phải tốn tổng cộng là 44 năm. Apple thì lẽ hơn chỉ tốn có 42 năm đã trở thành một công ty có giá trị 1 nghìn tỷ. Uh, Amazon thì chỉ tốn có 24 năm Google chỉ tốn có 21 năm và Bitcoin chỉ tốn có 12 năm thì các bạn hiểu được là Bitcoin là một trong những loại tài sản mà có thể đạt được cái mức là 1.000 tỷ rất là lẻ so với lại Google, Amazon, Apple, Microsoft thì đương nhiên nhiều bạn sẽ nói là chúng ta so sánh gì cũng không đúng tại vì những cái công ty thì đương nhiên là không phải là Bitcoin, Bitcoin không phải là công ty tại vì Bitcoin là một tài sản nhưng mà những cái bên trên này là công ty thì làm sao chúng ta so sánh được nhưng mà các bạn thấy được là đối với lại một nhà đầu tư thì sự quan trọng hơn hết đó chính là lợi nhuận mà thôi và các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của bitcoin là nhanh như thế nào một số những thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy được đây là một cái tweet được chia sẻ bởi Anthony Saramucci. Thì uh, chúng ta cũng đã biết là Anthony Saramucci trước đây là làm việc cho chính quyền của cựu tổng thống Donald Trump. Nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy là một trong những người mà rất là yêu thích Bitcoin và có những quy đầu tư Bitcoin. Và như Thượng đã chia sẻ trước đây đó. Thì những người mà trong thị trường này như là Charles Hoskinson hay là Charlie Lee. Những người này đương nhiên là những người mà rất am hiểu về thị trường crypto cũng như là hiểu uh, về công nghệ Nhưng mà nếu như nói là những người nào mà có sức thuyết phục đối với forward, đối với nhà đầu tư Thì chúng ta cần những người như là Anthony Salamucci Trước đây các bạn thấy được là một trong những người mà liên tục lên trên tài CNBC để mà quảng bá Bitcoin, quảng bá crypto Đó chính là ai? Đó chính là Anthony Pomliano Bây giờ chúng ta không chỉ có là Anthony Pomliano, chúng ta có thêm một người nữa mà có thể là nói chuyện về thuyết phục những nhà đầu tư đó chính là Anthony Saramucci. Nếu như mà thị trường này muốn tiếp tục phát triển ở trên Fow thì chúng ta cần nhiều người và nhiều người hơn hiểu về cách hoạt động của Fow cũng như hiểu về cách suy nghĩ và biết cách thuyết phục những nhà đầu tư ở trên Fow cũng như là những nhà đầu tư thông thường. Thì nói tới thuyết phục những nhà đầu tư thông thường đó các bạn thấy được là chúng ta à, trước đây thì thị trường này các bạn thấy được là phát triển hồi năm 2017 đó thì cái sự kiện nó một nhất đó chính là những cái ICO, những cái đồng mới ra lò Nhiều người à, ào ạt đổ vào để mà mua để kiếm lợi nhuận Nhưng mà các bạn thấy được là nếu chúng ta muốn lôi kéo thêm người đến từ mọi nơi đó Thì chúng ta phải có những cái thứ khác để mà thu hút thêm người tham gia vào thị trường này như là các bạn thấy được là NFT là một trong những cái sự kiện đang rất là nổi tiếng và NFT là một cái sự kiện mà thu hút được rất là nhiều à, những cái người mà nổi tiếng như là ca sĩ hay là họa sĩ vân vân tham gia vào thị trường crypto này và họ sẽ kéo theo những cái fan của họ tham gia vào thị trường này đây là một trong những cái điều mà chúng ta muốn thấy để có thể có thêm nhiều người mới tham gia vào chứ cái câu chuyện liên quan tới đầu tư bitcoin để kiếm lợi nhuận thì tới một ngày nào đó các bạn hãy cũng thấy được là cũng sẽ kết thúc mà thôi tại vì tới lúc mà không còn nhiều người muốn đầu tư bitcoin nữa thì chúng ta thấy được là chúng ta sẽ không có thể thu hút thêm nhiều người mới vào nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục có thêm những cái đề tài mới nóng bỏng hơn, những cái góc cạnh khác để mà thuốc người mới tham gia vào thì chúng ta sẽ tiếp tục có cái sự tăng trưởng của thị trường này. Như là NFT là một trong những ví dụ rất tốt, cũng như là chúng ta nhìn vào cái câu chuyện liên quan đến là Bitcoin không chỉ là một cái loại tài sản mà các bạn có thể truy tới chơi lui để kiếm tiền mà các bạn có thể là lưu trữ, không chỉ riêng lưu trữ cho cá nhân mà bây giờ cũng có thể lưu trữ cho những công ty thì điều đó sẽ thu thêm nhiều công ty. Có thể những công ty đó họ không có quan tâm đến Bitcoin, họ không có tin vào Bitcoin nhưng mà họ lại muốn có được lợi nhuận đến từ Bitcoin và họ thấy được là Bitcoin có tiềm năng như thế nào giúp đỡ được công ty của họ đạt được mục đích mà họ cần cũng như là NFT cũng như là chúng ta nói tới liên quan đến là crypto mastercard thì trong năm nay các bạn thấy rồi chúng ta có rất nhiều những công ty sẽ đưa ra những cái thẻ tín dụng mà có thể là hoàn trả lại một số tiền khi mà các bạn sử dụng giống như các bạn thấy được là các bạn sử dụng thẻ tín dụng thì các bạn sẽ được thưởng nếu như các bạn sử dụng càng nhiều thì sẽ được thưởng càng nhiều như là các bạn thấy là phần lớn những thẻ tín dụng các bạn giống như là sử dụng để mà đi ăn đi uống hay là đi mua đồ thì các bạn sẽ được hoàn trả lại một phần trăm 2%, 3% thì trong năm nay chúng ta sẽ có những cái thẻ mà liên quan đến crypto như là các bạn thấy được là BlockFi cũng sẽ có một cái thẻ tín dụng liên quan đến crypto và bây giờ sàn Gemini cũng sẽ có một cái thẻ tín dụng liên quan đến crypto và các bạn sử dụng thì sẽ được hoàn trả lại 3% khi mà các bạn sử dụng hàng ngày thì đây sẽ thu hút thêm những người mà quan tâm đến thẻ tín dụng những người bình thường mà quan tâm đến là khi họ sử dụng thẻ tín dụng họ được có lợi gì có thể họ cũng không quan tâm đến bitcoin nhưng mà quan trọng nhất là cái lợi của họ đó chính là họ có thể kiếm được lợi nhuận thì họ sẽ bắt đầu tìm hiểu và tham gia đây là những góc cạnh khác để bạn kéo theo nhiều người tham gia vào chứ không chỉ riêng là bitcoin cho nên các bạn thấy được là crypto bitcoin bây giờ đã rất là đa dạng các bạn có thể là sử dụng crypto bitcoin để mà đầu tư, để mà trading Các bạn cũng có thể là lưu trữ cá nhân Các bạn có thể là lưu trữ trong công ty Các bạn cũng có thể phát hành NFT Các bạn có thể đưa ra những cái thể tín dụng càng nhiều những cái góc cạnh khác nhau thì sẽ càng thu hút được thêm nhiều người tham gia vào thị trường này. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến Cardano thì cái thông tin này là một thông tin mà thực sự mà nói đối với thường là một thông tin rất là tốt nhưng mà cũng ít người nói tới đó chính là Cardano công ty đứng sau lưng để mà phát triển công nghệ là IOSK Input Output Hong Kong đã có một cái hợp đồng đối tác với là chính quyền của Ethiopia thì đây là một cái quốc gia ở châu Phi thì đây là một cái đối tác để cho Cardano có thể cung cấp những cái công nghệ liên quan đến là làm sao để phát hành ID, làm sao để có thể vận hành một cái thị trường chứng khoán thông qua mạng lưới blockchain và đương nhiên đây là một cái uh, cuộc hợp tác giữa Cardano và chính quyền của Ethiopia. Thì đương nhiên là sẽ sử dụng cái mạng lưới của Cardano nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là các bạn thấy được là Cardano là một trong những cái dự án rất quan tâm đến sự phát triển của những cái quốc gia ở châu Phi và đây là một trong những điều mà có thể nhiều người không có để tâm tới nhiều tại sao mà Cardano lại dành nhiều thời gian ở châu Phi như vậy tại vì các bạn thấy được là Cardano thì có một cách nhìn khác chúng ta nhìn vào những nước mà đã phát triển đi như là các bạn thấy được Canada hay là Hoa Kỳ hay những nước khác thì đã có một cái hệ thống rồi bây giờ các bạn thấy được là chúng ta nói tới blockchain à, uh, bắt đầu là kết hợp hay là thay đổi hệ thống đó thì đó là một cách làm nhưng mà đối với lại Cardano thì một cách khác nữa là đi vào những cái quốc gia mà vẫn đang phát triển hay là chưa có phát triển thì đương nhiên những quốc gia này đó vẫn chưa có một cái hệ thống gọi là hoàng mỹ liên quan đến làm sao để mà đưa ra những cái ID xác nhận danh tính làm sao để có thể là quản lý được một cái thị trường chứng khoán ngay cả Ethiopia bây giờ các bạn thấy được là vẫn chưa có một cái sàn chứng khoán chính thức cho nên đây là những cái cơ hội để cho Cardano có thể là tích hợp công nghệ của Cardano trực tiếp bắt đầu để có thể gây dựng một hệ thống trên nền tảng của Cardano thay vì là những cái quốc gia mà đã phát triển rồi thì cần phải tích hợp cái công nghệ với lại những cái hoạt động đã có sẵn bây giờ thì có thể là bắt đầu từ dưới lên trên sử dụng hệ thống của Cardano Đây là một trong những điều mình thường nghĩ là trong thời gian dài hạn Các bạn sẽ thấy được là cái sự lợi ích của việc này Nhưng mà trong ngắn hạn thì đương nhiên nhiều bạn chưa quan tâm đến một điều Đó chính là Cardano bị giá bao nhiêu Kế tiếp là một thông tin thường muốn cập nhật các bạn liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều trong những cái video gần đây liên quan đến hai sàn ở Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp vấn đề. Thì cái thông tin mới nhất tại vì Thường thấy đây là một cái đề tài mà nhiều bạn quan tâm. Thì sau khi mà chúng ta thấy được hai sàn lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ là Todex và VBitcoin đã đóng cửa thì bây giờ đã chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ nói là có thể là phải đưa ra một cái luật và tạo ra một ngân hàng trung ương. Và ngân hàng trung ương này của quốc gia sẽ là ngân hàng trung ương mà lưu trữ một số lượng crypto của những cái sàn để đảm bảo là không có những cái việc tương tự xảy ra là người dân sẽ không bị mất tiền và chúng ta sẽ biết thêm thông tin vào tháng 5 bây giờ chỉ là một cái đề xuất được chia sẻ bởi Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi có nghĩa là thay vì các bạn thấy được là các sàn giao dịch là tư nhân thì họ tự lưu trữ crypto tự bảo quản tài sản nhưng mà bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ nói là không tài sản có thể là được lưu trữ trong một cái ngân hàng trung ương nghĩa là những crypto đó một phần và được lưu trữ trên và những cái sàn giao dịch á, hàng ngày họ phải có trong tay một số lượng tiền mặt để mà hoạt động chứ không phải là như bây giờ đây là thông tin mới nhất liên quan đến thổ nhĩ kỳ còn những thông tin liên quan đến Todex và vi bitcoin thì chúng ta vẫn chưa nhận được thêm thông tin ở thời điểm này bây giờ thì chúng ta hay nói tới một số những tài liệu on chain đi thực ra mà nói là những tài liệu on chain cũng không có gì gọi là đặc biệt các bạn thấy được là lấy là tài liệu là có bao nhiêu Bitcoin nạp vào và rút ra thì các bạn thấy được là trong thời gian 2 3 ngày qua thì cũng như vậy mà thôi, không có nhiều cái sự thay đổi, không gì gọi là quá đặc biệt. Các bạn thấy được rút ra nạp vào thì cũng tương tự như là cái khối lượng của những ngày trước đó. Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới Ethereum nhầm thì cũng như vậy các bạn thấy được là rút ra nạp vào thì cũng không có gì gọi là quá đặc biệt trong vòng mấy ngày qua các bạn thấy được chúng ta cũng thấy được là cái khối lượng cũng tương tự như là những ngày trước đó còn về tình hình ở trên sàn Coinbase pro coi coi là chúng ta có thấy áp lực mua hay là không thì bây giờ các bạn thấy được là tình hình trên sàn Coinbase pro để zoom vào thì các bạn thấy được là bây giờ đó cái áp lực mua Bitcoin đến từ sàn Coinbase Pro rất là lớn có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ đó giá của sàn Coinbase Pro ở thời điểm này đó là cao hơn giá của sàn Binance lên tới 80 đô hay là cách đây không lâu lên tới là 106 đô. Đây là những cái dấu hiệu chúng ta muốn thấy các bạn thấy được cái đường màu đỏ này đã có sự tăng trưởng trong vòng mấy giờ qua. Có nghĩa là chúng ta thấy có lực mua đến từ sàn Coinbase Pro. Cái mà chúng ta muốn nghe trong vòng thời gian mấy ngày tới đây là có thêm công ty này hay là công ty nọ thu mua thêm Bitcoin. Và đây là những dấu hiệu chúng ta cần để cho thấy được là trong cái đợt đi xuống giá vừa qua đã có nhiều công ty thu mua để chứng minh được là Bitcoin ở những mức như là 47, 48, 49 ngàn là những mức rất hấp dẫn đối với những nhà đầu tư Còn về tài liệu liên quan đến NUPL thì đây là thông tin mới nhất các bạn thấy được là NUPL bây giờ thì ở mức là 0,64 khi mà Bitcoin đóng lại ở mức là 54.981 thì đương nhiên thì các bạn thấy được là nguy cơ là cái đường màu xanh lá cây này chuyển thành màu xanh dương đây là một nguy cơ mà chúng ta chưa cần phải lo lắng tới thì hiện tại chỉ khi nào mà bitcoin lên thẳng tới mức là khoảng 80 000 đô thì lúc đó chúng ta mới lo lắng mà thôi bây giờ thì vẫn chưa cần phải lo lắng tới những cái tài liệu on chain như là NUPL hay là Ahodol Pumotable những cái tài liệu mà chúng ta thường hay xem thì đương nhiên bây giờ không có một cái dấu hiệu gì gọi là đỉnh hết ở thời điểm hiện tại và đây những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.